Này xá lợi tử, vì chân như của bốn niệm trụ vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng, vì chân như của bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Này xá lợi tử, vì chân như của pháp môn giải thoát không vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng, vì chân như của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Này xá lợi tử, vì chân như của mười địa Bồ Tát vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Này xá lợi tử, vì chân như của năm loại mắt vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Vì chân như của sáu phép thần thông vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Này xá lợi tử, vì chân như của mười lực Phật vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng. Vì chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ, đại xá À, 18 pháp Phật bất cộng vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của pháp không quên mất vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng vì chân như của tánh luôn luôn xả vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của trí nhất thiết vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng vì chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của tất cả pháp môn đà la ni vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng vì chân như của tất cả pháp môn tam ma địa vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của quả dự lưu vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng vì chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của quả vị độc giác vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của tất cả hạnh đại bồ tát vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng này xá lợi tử vì chân như của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vô lượng nên bát nhã ba la mật đa vô lượng